quảng cáo đấy, thì sau đó chúng ta sẽ kiểm tra đánh giá cái hiệu quả của nó như thế nào. Đó. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái hoạt động đánh giá thì chúng ta không biết được cái thương hiệu của mình nó đang ở mức độ này. Khách hàng người ta cảm thấy, cảm nhận về cái thương hiệu của mình ra sao. Vì vậy những người quản lý những cái thương hiệu, chúng ta phải làm những công việc đánh giá. Nên là trong cái kế hoạch đánh giá, trên cái kế hoạch quảng cáo của anh chị hôm trước ấy, thì có một cái mục thứ năm, cái M thứ năm, đó là cái công tác kiểm tra đánh giá. Bởi vì nếu không đánh giá thì chúng ta không biết được cái thương hiệu của mình làm ra được khách hàng đánh giá như thế nào, và điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hướng đi tiếp theo của mình. Do đó phải có đánh giá, kể cả cái gì, nếu mà chúng ta là ai mà đang sở hữu một cái nhà thuốc, thỉnh thoảng cái gì cũng nên làm công việc đánh giá. Tức là chúng ta có thể đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ cái gì là hỏi xem một vài cái khách hàng mà mình thấy họ đến mua, họ so sánh. Nếu như anh chị so sánh chính này những kia với cái nhà thuốc của mình thì các chị cảm thấy như thế nào, cần có ý gì không? Tức là đó là những cái hình thức đánh giá đơn giản nhất. Đấy. Thì nếu như chúng ta không đánh giá cái gì đó, giống như chúng ta suốt ngày soi gương rồi đấy, cái gì soi gương thì làm cũng thấy mình đẹp, ta có thấy gì xấu, à, đúng không? Nhưng mà người ngoài ấy, người ta cứ nói mình đẹp chỗ nào, xấu chỗ nào. Làm chính xác thôi, cần sửa cái gì, đấy. Nên là trong cái kinh doanh ấy, là chúng ta phải có công tác đánh giá. Đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Nếu không đánh giá thì giống như mình không biết gì. Rồi đối với công tác đánh giá này ấy, thì chúng ta có ba cái nội dung để đánh giá. Một là đánh giá cái thông điệp, nghĩa là giống như các chị làm một cái thông điệp quảng cáo, bản hiệu của chúng ta, hay là chúng ta quảng cáo trên cả cái phương tiện truyền tin gì đấy, thì cái thông điệp đó nó có mang lại cho người tiêu dùng, khách hàng sự chú ý, yêu mến hay không, đấy không? Tôi ví dụ như là cái chị hôm trước học về một cái kế hoạch quảng cáo, thì bây giờ giải dụng đi dựng thành một cái đoạn phim quảng cáo, thì cái đoạn phim đó có được mọi người đón nhận hay không? Xem xong rồi thì có nhớ cái chi tiết gì không? Đấy, cái này gọi là đánh giá cái hiệu quả của cái thông điệp. Kể cả cái thông điệp đó là một cái bảng hiệu của anh chị, cái bảng hiệu của mình có gây chú ý người ta hay không? Giả dụ như đi qua cái nhà thuốc A đó, có cái điểm gì mà làm cho người ta nhớ? À, cái giả dụ như là đó là có cái hình cái gì, gì chữ màu gì, cái bảng màu gì? À, đó là cái thông điệp của mình. Rồi đánh giá hiệu quả thông qua cả cái chỉ số như là doanh số, bán hàng, định phần, lợi nhuận. Rồi tiếp theo đó là đánh giá hiệu quả thông qua cái mức độ mà khách hàng nhận biết cái thương hiệu của mình. À, như vậy chúng ta đánh giá thông qua ba cái nội dung. Thì trong cái phần này tôi sẽ hướng dẫn các chị ba cái nội dung đánh giá cụ thể của nó. Sau đó thì sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện cái bài tập đánh giá của chúng ta, và cuối cùng thì chúng ta mới thẩm đấu cái này. Cái này là cái bài hôm trước có thể anh nói ra cho các anh chị lưu luôn cái bài kiểm tra đầu tiên của mình về nhà các anh chị làm tuần sau nộp em. Cái này là của bài trước Tết. Bài trước Tết. Đi vô đi. Có đúng lớn không? Rồi, cái gì ghi lại cái nội dung này đi ạ?
Được chưa? Về nhà thì chúng ta làm cái này dựa vào cái nội dung này, như cái gì mà không có nhớ lắm nữa thì mở cái e-learn ra xem cái video bài giảng của tôi nhé. Để chúng ta làm cái bài này. Điểm thế này chúng ta như tôi nói hôm trước đấy, chúng ta có 3 điểm. Ngày xưa là 10 quá trình, nhưng mà bây giờ không phải là điểm 10 đấy nữa. Điểm bây giờ là điểm quá trình, tức là quá trình đánh giá học tập ở đây lớp đấy, chứ không phải là điểm danh như ngày xưa. Nên là điểm số của nó sẽ không phải là 5, 10, 0 nữa, mà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đầy đủ như vậy. Cái gì nắm cái điểm này đó là đúng không? Và nó không phải 10% mà nó tăng lên bao nhiêu ạ? 30. Rồi điểm đa giữa kỳ thì vẫn là 30. Và điểm thi kết thúc môn nó chỉ còn lại có 40 nữa thôi. Ngày thứ là 60. Thế cho hai cái bài kiểm tra này nó chiếm tới 30 đấy. Còn một cái bài kiểm tra của cuối cùng là 30 nữa, là 60 đấy, tổng là 60 lên lớn đấy. Còn kỹ thuật môn chúng ta chỉ có 40 nữa đâu. Nhớ nha. Đây là chúng ta đừng có chủ quan những cái quan điểm ở đây lớn này nha. Ngày xưa cái gì có thể chủ quan được, nhưng bây giờ là không á. Bây giờ là nó chiếm tới 60%. Như vậy bây giờ là 30, 30 và 40. Còn trước đây là 10, 30, 60. Nhớ chưa? Cái gì lưu ý nha. Cái thang điểm mới của chúng ta bây giờ là theo quy định của bộ mới là học tín chỉ chúng ta là như thế, nên chúng ta phải làm lại nha. Nên là hai cái bài kiểm tra 15 phút mà tôi giao cho anh chị là chiếm tới 35 điểm. Rồi bài thi kết thúc môn và bài thi cuối kỳ ở trước kỳ đấy, tức là chúng ta sẽ kiểm tra vào buổi cuối cùng là 30% nữa. Và kết thúc môn thì chỉ có 40% thôi. Nghĩa là nếu như cái chỉ thi cuối kỳ á, mà nếu xét về trong số điểm thì không thi thì cũng được. Nếu chúng ta có hai cái bài này là 9 điểm. Bài này có 9, 6, 7, 6 với các 42 à. Đã 42. Với các 42, 42 điểm à, còn là 42 điểm. Không chấm nổi. Không, đó là tôi nói là với điều kiện là gì, là nó có cái quy định đó là với điều kiện anh không có điểm số cuối kỳ dưới 2 điểm đấy, nhưng mà mình sẽ thấy trong số là có phải đủ 5 đấy. Nhưng mà đừng có thể hại bảo đừng có thi vẫn động là chết đấy nhé, tức là nó có cái điều kiện kèm thì cuối kỳ phải đạt từ 2 điểm đúng không, điểm liệt đấy. Không liền đó thì không liền là không liền là không à, là một là được gì có nghĩa là không điểm là có rớt thì đấy, cái đó là như vậy. Thế vậy cái điểm số có những thay đổi cái gì lưu ý này rồi rồi chúng ta sẽ đến cái nội dung đầu tiên, đó là mục tiêu của công tác đánh giá. Đánh giá để làm gì? Đầu tiên là chúng ta thấy rằng là khi chúng ta thực hiện những cái chiến dịch truyền thông quảng bá một cái thương hiệu nào đó thì chúng ta đánh giá để chúng ta biết được mức độ thành công của chiến dịch. Giả dụ như là số lượng khách hàng mua nhiều hơn, thông tin phản hồi của khách hàng tích cực hơn, doanh số thị phần tăng lên, thì điều đó có nghĩa là cái chiến dịch truyền thông quảng bá của chúng ta là thành công. Còn nếu chúng ta vẫn cứ bỏ tiền ra chúng ta truyền thông quảng cáo nhưng mà khách hàng không tăng, doanh số không tăng, thậm chí là tụt giảm, thì có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta thất bại, đã tiền vứt đi lãng phí. Tất nhiên thì đó là trong điều kiện bình thường, trong điều kiện ví dụ như vừa rồi là dịch bệnh thì nó có một cái yếu tố khác.
nha. Quảng cáo nhưng mà dịch bệnh cũng có thể mua được định kiểm, nhưng mà đó là trong điều kiện bình thường. Nếu như chiến dịch truyền thông quảng cáo chúng ta mang lại những cái dấu hiệu tích cực đó thì đồng nghĩa việc là chiến dịch chúng ta tốt. Còn ngược lại, thứ hai là đánh giá để điều chỉnh trong cái nội dung đánh giá trong cái M thứ 5 của cái bài tập lần trước đó, thì chúng ta có cái thời gian để đánh giá. Ví dụ chiến dịch của chúng ta là 3 tháng thì cái gì và đánh giá bao nhiêu một lần, ví dụ như là đánh giá 2 tuần một lần hay là 1 tháng một lần hay là sau khi chiến dịch kết thúc thì chúng ta đánh giá luôn. Thì cái đấy người ta gọi là nếu như chúng ta đánh giá mà trong cái thời gian thực hiện chiến dịch thì chúng ta đánh giá để điều chỉnh. Còn nếu như hết chiến dịch rồi thì không có điều chỉnh nữa. Đó. Giả dụ như là chiến dịch tôi sẽ quảng cáo trong vòng 3 tháng liên tục thì tôi sẽ kiểm tra cái kết quả thực hiện này là hàng tuần, một tuần tôi đánh giá một lần, hoặc là 2 tuần tôi đánh giá một lần, hoặc là 1 tháng tôi đánh giá một lần. Thế thì đánh giá trong quá trình này chính là đánh giá để tôi điều chỉnh. Có những cái thông điệp quảng cáo không tốt ấy, là cái khách hàng người ta không ưa, người ta phản hồi tiêu cực, nên là mình thay đổi. Ví dụ như là cái từ ngữ nó không hay, là hình ảnh nó không đẹp lắm đấy, thì khách hàng phản hồi không tốt thì mình phải thay đổi. Hay giống như chúng ta làm một cái bảng quảng cáo thì khách nói rằng là một cái bảng này nó nhỏ quá, đó là cái chữ nó mờ quá, cái hình ảnh nó không nổi bật, nên là tình ngoài không thấy đó kiểu. Thì chúng ta có những thay đổi trong cái thực tế là có nhiều cái đơn vị người ta phải thay đổi cái thông điệp quảng cáo do khách hàng người ta không thích cái thông điệp đó. Tuy nhiên có thể là gì, cái từ ngữ nó không được gọi là hay, hoặc là hình ảnh không hay phản cảm, hoặc là người đọc cái thông điệp có thể là dùng những ngôn từ cái âm lượng nó lớn, đúng không? Nếu như trước đây thì các anh chị mà để ý có một cái đơn vị quảng cáo trên truyền hình ấy, người ta phải thay đổi công việc sau một tuần, đó là cái hãng điện gia dụng của Úc ấy, có tên là Kangaroo. Cái thời mới gia nhập thị trường Việt Nam nó rơi vào khoảng năm 2010-11 gì đấy, là nó dùng một cái thông điệp quảng cáo mà phát ra đúng một tuần thôi là bị chửi té luôn. Tức là nó dùng cái âm thanh chua chát quá, làm cho người ta nghe nó nhức cả đầu óc. Thế là sau đúng một tuần quảng cáo là phải thay luôn cả cái thông điệp. Thế đó là điều chỉnh. Nếu như mà không có cái đánh giá là mũi to cái ca quảng cáo thì cách nào can chữ nha. Rồi tiếp đánh giá để rút kinh nghiệm, nghĩa là giống như cái gì mà đánh giá sau khi đã thực hiện xong chiến dịch rồi đấy, thì lúc này đánh giá chỉ để rút kinh nghiệm thôi chứ không có thay đổi được nữa, xong rồi đó là đánh giá để rút kinh nghiệm. Có những cái chiến dịch truyền thông quảng cáo thì chúng ta làm sao ấy, chúng ta phải đánh giá để rút kinh nghiệm, thành công đến đâu, thất bại đến đâu chúng ta cũng phải đánh giá. Nên ngày xưa chúng ta hay cắn cụ, chúng ta hay nói là thất bại là mẹ thành công, đúng không ạ? Mẹ thành công nằm ở chỗ gì? Nằm ở chỗ là sau cái thất bại đó thì chúng ta bắt đầu mới phân tích đó, vì sao mình lại thất bại. Ta mở cửa hàng ra thấy cả cái đơn vị khác người ta bán được nhiều thuốc mà mình mở ra thấy cả thấy bóng nó tới hay là tới nó được tới rất ít và tới rồi thì không trở lại nữa, vân vân. Mình phải phân tích nó. Như vậy đây tại sao mình mở ra nhà thuốc mà lại không có người để mua nhiều, nguyên nhân là do đâu? Có thể là vị trí này không tốt chẳng hạn, hay là mình lấy thuốc mang lại cái hiệu quả điều trị chưa cao, hay là giá bán của mình mắc hơn. Đó là mình phải phân tích nó để rồi mở lần nữa, không đi lại cái bến xe đổ đấy đó. Chứ nếu mà thất bại xong rồi buồn chán, nhưng mà chả suy nghĩ gì về cái lý do thất bại cả thì nó không phải là mẹ thành công,
mà nó là mẹ của thất bại lần nữa. Đó. Có đây, tôi có một cái anh bạn là rất là thích kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ, mở quán ăn này, quán cà phê, mở thế nào ra hoạt động thời gian là tiếp theo. Từ đi xe ô tô Ford Everest xuống là đi cái xe Suzuki đời cổ vuông vuông cái này cắt khoảng 70 triệu, cuối cùng là đi xe gắn máy. Tức là người ta thì đi từ xe gắn máy lên xe đấy rồi là lên xe cái ông đi từ cái này đi xuống kia, tức là bản thân. Nhưng mà mở suốt, mở thôi, thất bại cái này, mở tiếp cái khác, mở tiếp, mở cứ thêm, bán thêm cha cả. À, nhưng mà cái quan trọng nhất là anh không có đánh giá được là tại sao anh mở cái nào đầu tiên thì khách đông và sau dần dần thì khách nó hết đi. Không có đánh giá cái đó để anh thay đổi. Cho đầu tiên là khách nó đông. À, khách đông không phải là do hiếu kỳ, mà đầu tiên thì chất lượng vẫn tốt, nhưng mà sau đó thì anh không quản lý cái nhân viên tốt để dẫn đến cái chất lượng nó giảm dần giảm dần và khách người ta từ bỏ. Đơn giản vậy thôi, nhưng anh không làm điều đó, anh cứ bỏ bê nhân viên thì anh không có quản lý kiểm soát, dẫn đến là nó quen nhân viên thì nhậu với chủ rồi sau đó là nó đi rồi không nói được nó nữa. Và cuối cùng là cứ thất bại. Như vậy là gì? Không có cái thất bại đấy, không rút ra được cái kinh nghiệm gì đó thì nó không có ý nghĩa gì cả. Cái điều quan trọng là nằm ở chỗ đấy nghe nhé. Nên là mỗi cái bài học kinh nghiệm từ những cái việc kể cả thất bại nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải biết đánh giá cả cái chỉ tiêu để chúng ta đánh giá. Hiện nay trong cái công tác đánh giá chúng ta thường hay dùng đồng thời hai cái chỉ tiêu để đánh giá, đó là chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính. Thế thì chỉ tiêu định lượng và định tính như thế nào? Tôi có thể đưa ra một cái ví dụ như đây. Giả dụ như anh chị đang kinh doanh một cái nhà thuốc, bây giờ các anh chị muốn đánh giá cái nhà thuốc của mình trong cái lòng khách hàng như thế nào, chúng ta có thể dùng hai chỉ tiêu như sau. Ví dụ là một cái người khách nào đó tới, anh chị nói rằng là chị ơi, chị xem thử cho em hỏi là chị xem cái nhà thuốc của em nó như thế nào. Thế thì chị ấy bảo nhìn thấy cũng hồn, thì đó là đánh giá đi định tính, tức là dựa vào cái cảm tính của mình đánh giá nha. Nhìn thấy cũng được, nhìn thấy cũng ok, ví dụ thế. Đó là cái từ ngữ mà chúng ta hay dùng á. Thì đó là đánh giá định tính, dựa vào cảm tính của mình. À chị ơi, cái nhà thuốc của em chị đánh giá như thế nào? Phải không? Nhìn thấy cũng tốt đấy em, nhìn thấy cũng được, nhìn thấy cũng ok đấy. Thì đó là định tính. Tuy nhiên nếu như dựa vào cái định tính này, các anh chị sẽ không biết mình cần thay đổi gì. Nào giả dụ đấy, anh ơi nhìn em có đẹp không? Cũng đẹp đấy. Thì cũng đẹp đấy, chẳng biết là thay đổi cái gì cả. Giả dụ là không, theo anh thì em nên sửa tóc này, cái gì gì đấy thì nó tốt hơn đúng không ạ? Để trong anh kinh doanh người ta cố gắng làm sao đó để lượng hóa được cả cái chỉ tiêu định tính của người ta, thì cái người quản trị người ta mới đưa ra được cái quyết định tốt. Thay vì anh chị hỏi là chị ơi chị đánh giá cái nhà thuốc của em như thế nào, thì bây giờ các anh chị nên hỏi gì? Nếu như chị ơi, nếu như chị cho điểm đánh giá về nhà thuốc của em với ba cái nội dung, ví dụ như là giá thuốc, chất lượng thuốc, rồi nhân viên bán hàng, em chị cho điểm 10 thì đánh giá đến ra điểm 10 thì cho mấy điểm? Đó. Đó. Thì cái đấy là định lượng.
Ê, nhà dược chỉ đánh giá nhà thuốc của em thông qua ba cái nội dung: giá thuốc này, đúng không? Chất lượng này, hiệu quả điều trị đấy. Và thứ ba là nhân viên. Thì cái anh chị cho tăng điểm 10 thì cho nó là bao nhiêu điểm? Thì nhà dược như người ta nói là chị thấy là ví dụ như là về chất lượng là cho là 8 điểm đấy. Chị thấy là về hiệu quả điều trị đấy, chất lượng hiệu quả điều trị, rồi đến giá, đến giá, ví dụ giá này cho là 8,5 điểm, ví dụ thế. Rồi cuối cùng là nhân viên, tức là cái cách bán thuốc, giao tiếp với khách hàng, vân vân cái thứ đấy, để cho nó là 7 điểm. Thì lúc này cái gì biết là như vậy thì đối với một người quản lý thì mình cần sửa cái gì nữa? Cái gì được đó là rồi đến sửa cái này, đến sửa cái này. Đấy thì người ta cứ gọi là lượng hóa. Khi chúng ta lượng hóa ra thì người quản lý người ta mới biết được mình cần thay đổi cái gì. Thế bây giờ nghe nói là cũng ổn, cũng được, cũng rất tốt, nó tốt gì đấy thì mình chẳng biết được là mình cần thay đổi gì. Do đó cái gì thấy là khi chúng ta mà đánh giá một cái vấn đề mang tính cảm tính như thế nào thì chúng ta cố gắng làm sao đó để lượng hóa được thì chúng ta đánh giá tốt hơn. Cái này là cái gì có thể làm ở nhà thuốc của mình. Đấy, chị hỏi về chất lượng thuốc, hiệu quả điều trị như thế nào. Ví dụ như chị thấy sau những cái lần mà mình lấy thuốc về thì hiệu quả điều trị tốt không? Đấy. Rồi giá bán của em so với cả cái nhà thuốc khác chị thấy như thế nào? Rồi nhân viên phục bán thuốc tư vấn như nào? Thì này, cho điểm. Đó là cái chỉ tiêu. Và chúng ta nhớ là cái chỉ tiêu đánh giá này chúng ta cố gắng lượng hóa, cố gắng lượng hóa càng kỹ đánh giá tích tính. Rồi đó là cái này phần đánh giá thứ nhất. Cái đánh giá để làm gì? Và bây giờ chúng ta đang đi đến cái nội dung đánh giá đầu tiên, đó là đánh giá hiệu quả của truyền thông. Đánh giá truyền thông, cái hiệu quả của cái thông điệp đấy. Bây giờ cái thông điệp của chúng ta hay hay chưa? Thì chúng ta cần phải có những cái đánh giá. Trong cái đánh giá về cái thông điệp quảng cáo, người ta phải đánh giá cái thông điệp. Cái đề tôi giao cho anh chị là cái gì? Hãy xây dựng một cái kế hoạch quảng cáo một cái sản phẩm điều trị bệnh viêm đại tràng, đúng không? Thì giả dụ như thế thì xây dựng một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Bây giờ đưa cho những cái đơn vị làm phim, người ta làm theo cái kế hoạch của chúng ta. Và bây giờ phát cho mọi người xem thì xem thử anh chị nào là viết được cái bản kế hoạch hay nhất. Đó. Thì đây là đánh giá. Đánh giá. Mặc dù thì cái này thì có thể lúc chúng ta cũng không dùng mấy đâu, nhưng chúng ta học viết. Thế mà cái sau thì chúng ta có thể dùng nhiều hơn. Cái đánh giá về cái truyền thông là đôi lúc chúng ta cũng là nhà thuốc thì chúng ta cũng không quảng cáo. Nếu như anh chị mà làm doanh nghiệp cơ, làm công ty dược á, thì nó cũng có quảng cáo. Còn nhà thuốc thì cũng không mấy ai làm quảng cáo. Thế thì để đánh giá một cái thông điệp quảng cáo chúng ta đánh giá, cái đầu tiên là đánh giá trực tiếp. Đánh giá trực tiếp là đánh giá như thế nào? Cái đó là giả dụ như là tôi cho các anh chị xem hai cái video quảng cáo về một loại thuốc, đó là
viên đại tài. Cái chị giơ tay biểu quyết. Theo cái chị thì cái video số 1 hay video số 2 là hay hơn? Thì cho mọi người biểu quyết và chúng ta lấy cái theo cái số đông. Thế đây gọi là đánh giá trực tiếp. Tức là cho những người xem thông điệp họ cùng xem một cái đoạn quảng cáo, và sau đó cho xem một đoạn quảng cáo khác, và sau đó lấy ý kiến của họ. Đấy, lấy ý kiến của họ. Cho xem trực tiếp là biểu quyết đấy không? Thì cái này là cái hình thức này mọi người hay thấy chúng ta làm. Tức là nó đơn giản. Tôi chỉ mở 2-3 cái đoạn video theo các chị là trong 3 cái video nói về một cái sản phẩm là đại trà này thì video nào cái chị thích nhất cho quyết. Thì anh chị chọn cái nào nhiều thì tôi nói à như vậy đó là cái đoạn video hay nhất, và tôi lựa cái đó để tôi phát ra và cái phương tiện truyền thông khác. Đó, đó là cách lựa chọn đơn giản. Theo anh chị thì nếu như đánh giá như này thì nó có ưu nhược điểm gì? Ưu điểm của việc đánh giá trực tiếp này đó là đơn giản, không có lo lắng gì cả, chi phí gì cho mọi người xem cho một cái biểu quyết thôi thì nó rất là đơn giản, nó dễ thực hiện. Nhưng mà nó có nhược điểm ở chỗ là gì? Đó là có thể là không phản ánh đúng được cái đối tượng khách hàng mà mình muốn truyền tải công việc. Bây giờ tôi cho các anh chị xem hai cái đoạn quảng cáo về một cái sản phẩm dành cho trẻ em, mà thôi nhờ các anh chị biểu quyết thì các anh chị biểu quyết vẫn chọn ra được một đấy. Nhưng mà cậu nói là cái kết quả biểu quyết của anh chị chưa chắc nó là phản ánh đúng được cái sở thích của mấy đứa trẻ con, đấy không ạ? Thế là có khi là không phản ánh được đúng cái đối tượng mà mình muốn truyền tải cái tiếng đó. Bây giờ tôi cho anh chị biểu quyết hai cái video quảng cáo cho trẻ con đấy, thì vẫn chọn ra được một. Đấy, thì nó theo bọn em thì cái video hai là hay nhất. Nhưng mà khi phản cho trẻ em chưa chắc nó là thích cái video số hai, nó là thích cái video số một. Đó, bởi vì cái đối tượng khách hàng của mình nó lại khác cái đối tượng đánh giá. Đấy. Người ta có cái đánh giá thứ hai sâu hơn chút. Đó là đánh giá trách nhiệm tập quảng cáo. Đánh giá cái trách nhiệm tập quảng cáo. Nghĩa là lúc này người ta sử dụng những người đánh giá ở mức độ cao hơn một chút, đó là mức độ ghi nhớ hồi tưởng, ghi nhớ và hồi tưởng. Bây giờ tôi chiếu cho anh chị xem một đoạn video, sau đó tôi cho anh chị hồi tưởng lại, anh chị ghi cho tôi những thông tin liên quan tới đoạn đó, rồi sau đó tôi lại chiếu một đoạn video khác, tôi cho anh chị ghi lại những cái hồi tưởng anh chị về cái đoạn video đó. Thì cái đoạn video nào mà được người ta ghi lại hồi tưởng lại được nhiều nhất thì đó là đoạn video hay nhất. Cái gì như thế này không ạ? Giả dụ như tôi cho các anh chị xem một đoạn quảng cáo, trong cái đoạn quảng cáo đó là 30 giây, sau đó tôi cho các anh chị 5 phút để ghi lại những thông tin nghe chị biết về đoạn video đó. Ví dụ như là nhạc như thế nào, đứa trẻ con nó mặc áo quần gì, phong cảnh xung quanh nó là từ ngữ gì đó, ghi lại rất là tận. Rồi sau đó tôi lại mở cái đoạn video thứ hai cho anh chị xem 30 giây và sau đó cho 5 phút tiếp để ghi lại. Thì sau đó tôi sẽ tổng kết lại cái đoạn video nào mà có khách hàng người ta hồi tưởng lại được nhiều nhất về thông tin. Thì đó chứng tỏ là cái đoạn video đấy dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Và đó là đoạn video này. Như vậy lúc này là đánh giá nó sâu hơn chút xíu. Đúng không? Tức là có minh chứng cụ thể. Bằng cách là cho xem để hồi tưởng, giống như chúng ta đi học thuộc lòng ngày xưa đấy. Nếu mà thời tiểu học chúng ta bị cô giáo bắt học thuộc lòng suốt. Thế thì cái bài thơ nào mà nó có vần có điều thì dễ thuộc. Còn cái ông nhà thơ nào mà cùng cùng liên liên cho những cái nhật này là đọc qua em thôi. Đúng không ạ? Thì đấy.
Như vậy cái đoạn video nào mà nó hay, nó dễ gây ấn tượng thì chúng ta thường là nhớ lâu hơn. Và khi chúng ta nhớ lâu thì đồng nghĩa với việc là nếu mà truyền tải cái thông điệp đó thì được khách hàng người ta nhớ lâu hơn. Cái quảng cáo nằm, cái mục đích của bạn nó nổi trội là gì các anh chị? Đó là cho người ta nhớ lâu. Chứ còn quảng cáo thường không bán được đâu. Bởi vì quảng cáo rất truyền thông cho người ta xem thì thường mình không có hy vọng để bán, mà thường thì mình có hy vọng để người ta nhớ thôi, nhớ bất kỳ một cái thông tin gì đó về cái video đó chính là sự thành công. Ví dụ như tôi hỏi cái gì là khi nói về dược phẩm tâm linh thì các chị nhớ về cái gì ạ? À, mang cả tâm linh đúng không? Đúng. Như vậy nó là thành công chưa? Quá thành công. Như vậy chỉ nhắc đến một câu đó thôi là nhớ. Như vậy đó là thành công. Và khi chúng ta nhớ thì khi nào cái hình ảnh của cái tâm linh này nó cũng nằm ở trong đầu của chúng ta. Và khi các chị cần có nhu cầu mua về một sản phẩm nào đó thì sẽ nhớ đến ai đầu tiên? Nhớ đến những cái đơn vị mà mình ghi nhớ trong đầu trước. Đấy cái gì? Như vậy quảng cáo là mục đích của nó là như thế đó. Nó gợi cho mình cái sự ghi nhớ ở trong đầu. Để rồi đến khi chúng ta cần mua là chúng ta sẽ nhớ đến nó đầu tiên. Thế vậy khi các anh chị làm truyền thông quảng cáo vậy, cái nhà thuốc của mình mà phải tạo ra một cái ấn tượng gì đó để khi nói đến nhà thuốc mua là người ta đang nghĩ đến nhà thuốc mình trước. Mục đích của mình là làm truyền thông là như thế. À, chứ không phải là làm truyền thông mà để bán được lên đâu, mà để người ta nhớ trước. Nên là cái anh chị mở một cái nhà thuốc chúng ta có những cái gì đó tạo cho khách hàng cái ấn tượng. Nó nhớ được đâu, khi cần mua thuốc kiểu gì nó mà nhớ đến nhà thuốc của mình trước. Đó mới là nghệ thuật của cái làm truyền thông. Thì có rất nhiều phương pháp để làm, không có một cái ví dụ nào đúng với tất cả mọi mà nhà thuốc quản lý đơn vị kinh doanh. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ làm sao đó để khi nhắc đến việc mua thuốc hay là một cái sản phẩm thuốc gì đó là nó nhớ đến mình này. Nên là có những cái đơn vị tặng khách hàng một cái vật phẩm nào đó, in cái logo, in cái địa chỉ của cái nhà thuốc đấy, rồi có thể tặng cho khách hàng. Khách hàng sử dụng quá trình sử dụng thường xuyên đấy, nó sẽ ghi lại cái ấn tượng. Ví dụ như là mùa đi học này, cái anh chị tặng cho mấy bé những cái chai nước để được ví dụ như là dạng như vậy hoặc là rẻ tiền hơn. À, ví dụ như là khi có học sinh phụ huynh đến mua thuốc, mình có thể tặng cái chai nước. À, tặng hay là thậm chí là đơn vị nào nó lớn hơn, sang trọng hơn, nó có thể tặng một cái cặp. À, tặng cái nón, ví dụ thế. Thì quá trình sử dụng thường xuyên cái chai nước hay là cái cặp đấy, cái địa chỉ rồi thông tin nhà thuốc của mình, nó cứ thường xuyên ở trong cái gia đình của nó. Và khi nó cần mua thuốc nó sẽ nhớ đến mình trước. Đó là một cái nghệ thuật mà làm rất nhiều thứ, nhưng không phải là một cái ví dụ nào có đúng như tất cả. Hình dung ra chưa? Mục đích của chúng ta là ghi nhớ. Trong cái nội dung này sẽ chia sẻ thêm, tức là làm sao đó để mọi người nhớ và hồi tưởng về cái thương hiệu của mình càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Đó là cái cách để mà làm. Trong đó chúng ta có nhiều anh chị kinh doanh đang kinh doanh nhà thuốc không ạ? Chắc chắn là có đúng không? Hôm trước tôi thống kê ban đầu thì như có mười mấy người. Thì đấy có nhiều cách đơn giản như vậy, nhưng mà hiệu quả cao đấy anh chị. Nhớ là khi chúng ta tặng cái quà gì đó là cái quà đó phải sử dụng thường xuyên. Cho nên chúng ta tặng cái nhớ cái này là uống trong nước đi. Và bây giờ tặng cái bình thủy tinh như vậy, nó in thông tin lên, nó dùng có khi cả năm rồi. Kiểu thì cái hình ảnh rất nhiều, cái tên của mình nó cứ thường xuyên xuất hiện. Thứ hai là sử dụng thường xuyên này, thứ hai là sử dụng nhiều lần, dùng một lần cũng tốt.
được thường xuyên, nghĩa là cái tần suất chúng ta cầm nó, sử dụng nó nhiều lần trong ngày. Ví dụ nhiều đơn vị sẽ tăng cái đồng hồ, tăng lịch, tăng lịch là cái tần suất sử dụng là những ngày chúng ta phải coi lịch một lần, và hàng kiểu như vậy ha. Rồi cái kiểm tra cuối cùng cao nhất ở trong cái quả đánh giá thông điệp quảng cáo, đó chính là đặc biệt trong phòng thí nghiệm, có nghĩa là người ta sử dụng những cái phòng thí nghiệm tâm lý để đánh giá quảng cáo. Cái này thì thực ra ở Việt Nam có ít đơn vị mà làm như vậy, nhưng mà để chúng ta biết là có những phương pháp như vậy. Trong phần đặc điểm trong phòng thí nghiệm nghĩa là chúng ta đưa những người làm công tác đánh giá đấy vào trong một cái phòng thí nghiệm, và chúng ta cho họ xem cả cái đoạn quảng cáo. Cứ mỗi lần xem một đoạn quảng cáo thì người ta đo cả cái chỉ số về nhịp tim, huyết áp, co giãn đồng tử, tiếng mồ hôi, v.v. Rồi sau đó khi xem xong là đo tiếp. Tại sao chúng ta lại có cơ chế này? Đo này, trước là đo, trước khi xem là đo, rồi sau khi xem là đo. Anh nào cái đoạn quảng cáo nào mà nó có cái biên độ dao động cả cái chỉ số này lớn, cái đoạn quảng cáo đó anh. Vì sao như thế? Bởi vì người ta lợi dụng cái cơ chế hoạt động của não con người chúng ta, đó là cơ chế hưng phấn và tức chế của não. Cái đoạn quảng cáo nào mà nó hay thì nó tạo ra sự hưng phấn, sự hưng phấn lớn thì nó làm cho cái biên độ dao động các chỉ số về huyết áp, nhịp tim, các thứ nó tăng trước và sau, nó biên độ lớn. Đơn giản là những anh chị hay xem phim truyền hình mà xem phim hành động, những cái đoạn nào mà nó gay cấn thì giống như chúng ta muốn rớt tim ra ngoài, chứ đừng nói chuyện là nhịp đập của nó, đúng không ạ? Nghĩa là gì? Cái biên độ dao động của nó lớn, hồi hộp, lo lắng, căng thẳng. Nhưng mà nếu cái đoạn phim nào mà chán thì chúng ta lại gì? Còn ngủ luôn, tim ngưng đập, chứ đừng nói chuyện là biên độ dao động này. Thế này chúng ta thấy đó là cơ chế hưng phấn và ức chế của não, nên là đoạn quảng cáo nào mà hay ấy, thì cái tạo ra sự hưng phấn thì cái biên độ dao động này nó lớn, còn mà không hay ấy, thì biên độ dao động nó nhỏ. Vừa báo nói chúng ta làm trong cuộc sống thì chúng ta thấy cái biểu hiện của cái cơ chế này nhiều lắm. Ví dụ như là cái chị mà hâm mộ bóng đá đội tuyển Việt Nam mà ghi được một bàn thắng rồi, đối thủ nó vô ném phút 8-9 rồi, mà sao trời ơi sao mà còn một phút mà lâu thế, trọng tài này có thiết bị gì đâu, không chịu nổi hết trơn. Nhưng mà mình á, mà vì người ta ghi bàn trước phút 8-9 rồi, sao cái đồng hồ nó chạy nhanh đến mới lớn mà hết trơn. Đó là do cái tâm lý thôi, chứ còn 1 giờ 1 phút thì đồng hồ như thế không có gì thay đổi cả, đúng không? Hoặc nếu cái gì nhớ lại cái thời mà đã yêu, người yêu mà đến trễ 5 phút là bắt đầu cấu xẻ. Anh có biết là tôi được anh bao nhiêu phút được không? 5 phút rồi. Mấy anh này, chúng ta là nạn nhân của cái cơ chế này. Vì chờ có 5 phút thôi, do cái việc là đi lại hoặc là mình cũng là chủ quan gì đấy, đến đường thì nên là bị bóng xẻ. Cái này phải xem từ sau lưng có bị biết gì không? À đấy là cơ chế đó anh chị ha. Cái này là thực tế. Thực tế. Rồi đó là cái
trắc nghiệm trong phòng thí nghiệm. Người ta dùng cái này, đây là nếu các anh chị mà để ý xem những cái đoạn quảng cáo còn có nguồn gốc từ nước ngoài, đặc biệt là những cái nước phát triển, thì cái đoạn quảng cáo họ thường rất là hay. Đó là vì sao? Bởi vì họ đánh giá kỹ. Còn cái đoạn quảng cáo Việt Nam mình để hết chứ, có hai ai có cách không? Vì chỉ đánh giá chủ yếu ở cái bước một đó thôi, cho xem rồi biểu quyết đó. Còn ở nước ngoài người ta đánh giá rất kỹ. Đấy là cái thông điệp mà truyền tải các ngoài thường nó hay lắm. Rồi, đó là nội dung đánh giá thứ nhất. Nội dung đánh giá thứ hai là đánh giá thông qua doanh số bán. Thì anh chị biết rằng nếu như chúng ta thực hiện một cái chiến dịch quảng cáo truyền thông nào đó mà doanh số bán của chúng ta tăng, thì đồng nghĩa với việc là thành công. Còn nó không tăng thì sao mà? Tất nhiên ở đây là trong điều kiện bình thường. Này, trong điều kiện bình thường mà nếu chúng ta tăng quảng cáo mà doanh số bán tăng thì có nghĩa là quảng cáo là tốt. Còn mà trong điều kiện đặc biệt thì không nói, ví dụ như vừa trình bày vừa rồi, thì các anh chị thấy là các cái sản phẩm nào là liên quan tới điều trị hô hấp, rồi dung dịch vệ sinh, sát quần, cồn bán rất chạy, mà nó có thể quảng cáo đâu. Đấy, nhưng mà, đó là do điều kiện đặc biệt. Điều kiện đặc biệt đấy thì anh không cần quảng cáo mà cũng tăng. Chứ còn nếu trong điều kiện bình thường mà chúng ta tăng quảng cáo mà doanh số bán tăng thì quảng cáo tốt, truyền thông tốt. Cái thì biết về một cái doanh nghiệp nổi tiếng trong cái lĩnh vực kinh doanh nước giải khát biến đổi nước khác, đó là Sapeco, công ty biến đổi nước giải khát Sài Gòn, đã được bán cho tỷ phú Thái Lan nắm phần lớn cổ phần. Khi tỷ phú Thái Lan nắm phần lớn cổ phần năm 2018 thì thực hiện cái chiến dịch truyền thông bán hàng rầm rộ, chi phí của một ngày là hơn 3 tỷ đồng đấy, dành riêng cho quảng cáo. Nhưng mà đổi lại thì cuối năm 2018 ông có lượng 5.000 tỷ tiền lời. Nếu mà doanh số tăng rồi, lợi nhuận tăng thì ông cũng về 5.000 tỷ. Năm 2019 tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông rầm rộ như vậy. Thì những cái giai đoạn đầu tiên vẫn bán rất tốt. Nhưng cuối năm 2019 nhà nước đưa ra một cái chính sách, đó là gì? Nghị định 100 đã uống rượu không lái xe, nên là cảnh sát là đứng chốt cửa cả cái tiệm nhà hàng quán nhậu, nếu nào bước ra là cho khẩu. Thế là doanh số tụt. Cuối năm 2019 có thêm một cái nữa, đó là đại dịch. Ở nhà là yêu nước nên nhậu là nhậu online. Nhờ online thì nhờ 3 ly thì cũng ngán, thế là uống gì lắm. Thế là doanh số tục, mặc dù bán hàng vẫn thực hiện tốt. Như vậy, họ vẫn thực hiện quảng cáo tốt, nhưng mà là theo doanh số nhỉ? Là do những yếu tố bên ngoài. Những yếu tố bên ngoài đấy. Nhưng mà nếu chúng ta làm bình thường mà doanh số tăng như là tốt đấy. Rồi đánh giá thông qua cái thứ hai, đó là lợi nhuận. Lợi nhuận thì nó có nhiều nội dung. Ở trong này thì tôi chỉ nói về cái lợi nhuận thuần. Lợi nhuận thuần thì bằng lợi nhuận gộp trừ đi chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí lai vay. Trong đó thì cái phần chi phí bán hàng này nó còn có quảng cáo truyền thông của đây này. Nếu chúng ta tăng cái màu đỏ, tăng cái chi phí bán hàng lên mà lợi nhuận tăng, nghĩa là cái quảng cáo chúng ta tốt, mang về lợi nhuận nhiều. Tất nhiên ở đây chúng ta đánh giá là cái chi phí quản lý và chi phí lai vay không đủ, thì đương nhiên cái kết quả cuối cùng của cái công việc kinh doanh quảng cáo truyền thông là của những cái đơn vị kinh doanh thì họ phải đạt được cái lợi nhuận.
Do đó khi chúng ta tăng cái này một lần rồi nó tăng thì người ta vẫn sẵn sàng. Đấy là ví dụ như tôi nói ông tỷ phú Thái Lan này đấy, cuối năm 2018 thu về 5.000 tỷ. À, bởi vì sao? Nó mang lại cho lợi nhuận nhiều. À, từ cái việc doanh số bán hàng từ cái cổ phiếu tăng lên. Tuy nhiên thì sau đó những yếu tố khác nó lại làm tụt đi. Tuy nhiên là đấy chúng ta nói là xét trong các cái điều kiện không đủ về chi phí quản lý, chi phí lãi vay ngân hàng, mà nếu chúng ta thay đổi cái chi phí truyền thông đó, bán hàng đó, nó làm cái lợi nhuận tăng lên thì đương nhiên là nó mang lại cái hiệu quả. Và nội dung đánh giá cuối cùng, đánh giá thông qua cái mức độ nhận biết về sản phẩm thương hiệu của chúng ta trên thị trường. Cái nội dung đánh giá này là nội dung đánh giá phức tạp nhất. Nó nói là nó không thể hiện thông qua con số, chủ yếu là đánh giá thông qua cái định tính của khách hàng. Đã. Mức độ nhận biết sản phẩm thương hiệu trên thị trường thì chủ yếu là dựa vào cái định giá định tính. Nhưng trong quản trị thì tôi sẽ hướng dẫn nghe chị là chúng ta đánh giá những nội dung định tính này mà trên cơ sở tôi lượng hóa. Để đánh giá được nội dung này thì người ta phải thực hiện các bước sau đây. Thứ nhất đó là xác định cái mục tiêu công tác này, đánh giá để làm gì. Thì đương nhiên đánh giá để mình biết được khách hàng người ta đánh giá về thương hiệu của mình như thế nào, là người ta cảm nhận về sản phẩm của mình như thế nào, đó là cái mục đích. Thứ hai là xác định cái nội dung mình đánh giá cái gì. À, đơn giản như tôi nói, nếu anh chị đang có một cái nhà thuốc thì nội dung đánh giá của tôi có thể đánh giá nhiều cái cách khác nhé. Tôi đánh giá thứ nhất là đánh giá cái mức độ hài lòng của khách hàng về cái chất lượng dịch vụ tại nhà thuốc của mình. Đó là nội dung nhất. Nội dung thứ hai là tôi có thể đánh giá cái lý do nào mà khách hàng quyết định mua cái sản phẩm thuốc tại nhà thuốc của mình. Hay nói khác là anh đến mua nhà thuốc của tôi vì lý do gì? Đây có thể là một cái nhà thuốc thôi, chúng ta cũng có thể đánh giá nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ nếu đánh giá cái thứ nhất đó là cái anh chị đến mua cái nhà thuốc của tôi thì cái anh chị hài lòng với cái gì và chưa hài lòng với cái gì đó. Rồi nội dung thứ hai là cái anh chị nguyên nhân nào mà cái anh chị lại quyết định mua cái sản phẩm thuốc tại nhà thuốc này, vì giá hay là vì gần hay là vì tiện lợi hay là vì nhân viên đẹp hay là tư vấn tốt đấy, vân vân. Rồi tiến hành lựa chọn cái mô hình để chúng ta khảo sát. Trong quản trị thì người ta có những mô hình để mình thực hiện cả cái nội dung khảo sát, xây dựng bản khảo sát, rồi tiến hành đi khảo sát và tổng hợp kết quả, xử lý kết quả. Đấy, như vậy để đánh giá cái định tính của khách hàng mà lượng hóa được thì chúng ta phải làm cả cái hướng như vậy. Theo nói cách là chúng ta phải có bản khảo sát và tiến hành khảo sát, rồi sau đó nó thu thập kết quả rồi mới về mới tiến hành phân tích nó. Đấy, chứ không phải là chúng ta chỉ hỏi cái đấy là chỉ đánh giá định tính thôi. Ở đây là phiếu thì có thể là phiếu mình cho khách hàng đánh vào, hoặc là thậm chí mình hỏi khách hàng để mình đánh vào, chứ cũng phải nhất thiết khi nào phiếu cũng phải bán cái cách cái gì nhé. Ví dụ mình đánh giá đơn giản thôi thì mình có sẵn những cái phiếu với vài ba câu hỏi gì đấy, với cái điểm số đấy, mình hỏi khách hàng mình tích trực tiếp vào, hoặc là mình gửi thông qua phản hồi ở trên cả cái ứng dụng công nghệ, ví dụ như là Google Form hay là đánh giá khảo sát ở trên Zalo. Tuy nhiên thì để đánh giá bài bản thì chúng ta phải làm như này.
Vì sao làm như này, chúng ta sẽ biết sau này là khi chúng ta thực hiện cái đánh giá như này thì nó mang lại kết quả toàn diện hơn. Còn quy mô ở nhà thuốc thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải làm bản khảo sát các công ty, chỉ có ở bệnh viện thì nó mới làm. Nếu các chị mà đến các bệnh viện, chúng ta sẽ thấy họ có những cái bản khảo sát khá dài, nhiều nội dung. Thì đây nó đi theo cái hướng này. Thì còn nhà thuốc thì thường chúng ta chỉ đánh giá ở mức độ nhẹ hơn, tức là chỉ nhìn lướt ở một số cái nội dung nào đó mình cần đánh giá, rồi mình cho khách hàng đánh giá trên dài quá người ta cũng không thích. Rồi sau đó thì ở nhà thuốc thì mình chỉ tổng hợp theo cái hướng là Excel để tính phần trăm thôi. Chứ còn như ở bệnh viện á, thì cái mẫu khảo sát, cả cái phiếu khảo sát ở cả cái bệnh viện á, là người ta không có thống kê Excel đâu, mà người ta thống kê vào phần mềm quản trị để nó ra những kết quả kỹ hơn, sâu hơn. Chứ còn Excel thì nó chỉ phục vụ theo cái việc thống kê đơn thuần bao nhiêu phần trăm một năm. Rồi chúng ta có cái nội dung thứ hai là cái bảng khảo sát. Ở cái này thì cái gì không phải làm, tôi chỉ giới thiệu thôi. Sau này cái gì nào muốn làm thì ở cả cái bệnh viện là nó có sẵn này. Bệnh viện thì sử dụng cái mô hình của Bộ Y tế, rồi về viết lại cho phù hợp với cả cái bệnh viện của mình. Nhưng tôi thấy có những bệnh viện người ta bê luôn cả cái mẫu của Bộ Y tế luôn. Rồi về đánh giá. Tuy nhiên thì mỗi bệnh viện nó có một cái đặc thù riêng, vì chúng ta phải biết lại thì được. Ví dụ có những cái bệnh viện ở thành phố nó đâu có không gian tiểu cảnh gì cho người ta đánh giá vào đó, bởi vì nhà chỉ có một cái tòa áo, đặc biệt là bệnh viện tư, đúng không ạ? Nhưng mà bệnh viện cả bệnh viện nhà nước và đặc biệt cả bệnh viện của tỉnh thì nó khuôn viên rất rộng ạ, huyện tỉnh rộng. Rồi sẽ lên bảng hỏi, tôi giới thiệu cho anh chị một cái bảng hỏi như này. Một cái bảng hỏi, một cái bảng khảo sát á, thì thường người ta hay làm theo mẫu như trên. Đầu tiên đó là phiếu khảo sát và đây là lời dẫn. Bây giờ xin kính chào quý anh chị, hiện nay chúng tôi đang thực hiện vấn đề nghiên cứu về các cái nhân tố gì đấy. Rất mong cái gì mà chút thời gian để trả lời vân vân. Cái này thì cái lời dẫn. Rồi đến cái phần thứ nhất là phần đánh giá. Phần đánh giá thì đầu tiên là chúng ta phải có cái cơ sở để người ta cho điểm. Ví dụ ở đây người ta đánh giá sự hài lòng thì quy hướng là một là hoàn toàn không hài lòng, hai là không hài lòng, ba là không ý kiến tức là bình thường, bốn là hài lòng, năm là hoàn toàn hài lòng. Vì sao chúng ta sử dụng cái thang này, cái thang lẻ? Thang lẻ này người ta gọi là thang Dolliker. Thang Dolliker 5 cấp độ lẻ. Vì lẻ thì mới có cái ở dưới bậc. Cho nếu chắc là không có cái ở dưới, không có cái bình thường. Ví dụ 3 cấp độ. 3 là gì ạ? Ví dụ 1 là không tốt, 2 bình thường, 3 là tốt. Đấy, như vậy đó. Còn anh này 5 là hợp lý nhất, và vì nó đánh giá cấp độ là quá giờ này. Rồi đây là giờ nếu mà cũng vừa vừa. Còn anh này là bình thường. Anh này thì tốt nhưng mà tốt vừa vừa. Còn anh này là rất tốt. Anh này thường là anh này dùng cái 5 cấp độ. Rồi sau đó là cả cái câu hỏi. Thì cái gì để ý này, cả câu hỏi đây là người ta soạn theo cái mô hình đấy. Mô hình ở đây ví dụ đánh giá hài lòng thì người ta có tin cậy, đáp ứng, cảm thông, đó là những cái nội dung đánh giá của mô hình. Và sau những nội dung đấy là chúng ta biên ra những câu hỏi và có điểm để cho khách hàng tích vào. Đấy, ví dụ như là tôi cho đây là 3 điểm để tích vào số 3, tôi cho đây là 5 điểm để tích vào số 5, tôi cho đây là 1 điểm tích vào số 1. Đấy là một cái bảng khảo sát. Cả cái câu hỏi được biên soạn theo cái nội dung của mô hình. Cuối cùng là có đánh giá chung.
Và phần thứ hai, phần này người ta gọi là phần thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân để chúng ta có thể phân tích kỹ hơn. Ví dụ giữa nam và nữ thì cái sự hài lòng nó có khác nhau hay không? Giữa người già và người trẻ thì có khác nhau hay không? Giữa người giàu với người nghèo khác nhau hay không? Đấy. Ví dụ có những cái ví dụ như là nhà số của mình á, bán giá rẻ chẳng hạn, thì khi khảo sát là khách hàng mà có thu nhập thấp thì thường họ hài lòng lắm, nhưng mà khách hàng có thu nhập cao thì họ lại không hài lòng. Đấy. Là bởi vì thường thì giá rẻ nó đi kèm với cái hiệu quả điều trị không cao bằng, cái mức độ chăm sóc của nhân viên không tốt mà, đó là bình thường. Đó là một cái bản câu hỏi. Cả người ta hay nếu như anh chị mà để ý bệnh viện đấy, là khi nào cũng có những cái bản khảo sát đối với những cái bệnh nhân mà người ta chuẩn bị xuất viện, thì trước khi xuất viện người ta hay đưa ra một cái phiếu đánh giá khảo sát về chất lượng dịch vụ tại cả cái bệnh viện đó. Và kết quả đánh giá đó là làm cơ sở để cái bệnh viện đó người ta cải tiến. Đấy thì này. Còn có cải tiến hay không thì không biết. Nhưng mà tôi thấy là có rất nhiều phiếu ạ. Rồi về xử lý kết quả. Về xử lý kết quả thì ở đây tôi giới thiệu cho anh chị một phần mềm có tên là SPSS. Phần mềm này là phần mềm chuyên để phân tích quản trị. Thế thì để sử dụng phần mềm này chúng ta có mấy bước. Một là tiến hành lọc dữ liệu, người ta gọi là Crossback Alpha. Thứ hai là phân tích nhân tố văn hóa, tức là tìm những nhóm nhân tố tương đồng. Thứ ba là phân tích hồi quy, tức là phân tích cái mức độ tác động của cả nhóm nhân tố. Và cuối cùng là chúng ta phân tích kết quả của người quản trị đưa ra cái hàm ý. Thì trong cái bài tập của chúng ta thì cái gì không phải là một cái thế này, mà chúng ta chỉ lấy hai cái nội dung cuối cùng để chúng ta làm bài tập. Tức là có kết quả rồi chúng ta phân tích để chúng ta đưa ra cái hàm ý đâu. Mục đích của tôi sau này cái gì sẽ biết nguyên nhân thì sao tôi lại cho anh chị làm cái này. Bởi vì làm cái này nó rất có lợi cho chúng ta trong quá trình sau này các anh chị sẽ kinh doanh hoặc là đã kinh doanh. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng tôi trao đổi một số cái mô hình, và sau này các anh chị sẽ lấy những mô hình này để làm bài tập. Mô hình quản trị về đánh giá khảo sát trong cái lĩnh vực y dược của chúng ta. Cho nên là chúng ta không có lấy những cái mô hình khác liên quan tới ngành khác, chúng ta chỉ lấy cái y dược thôi. Đầu tiên đó là cái mô hình pencil ở trong cái quảng cáo, quảng bá thương hiệu thì có ấn phẩm, sự kiện, tin tức. Quan hệ cộng đồng tức là những cái hoạt động vì cộng đồng, công cụ nhận dạng, vận động hành lang ở Việt Nam có, tức là vận động cả cái chính trị gia, đầu tư sâu như là học bổng rồi cả cái gói đào tạo v.v. Thì để quảng bá một cái thương hiệu người ta sử dụng cái này để làm cái gì nhé, đây là những công cụ để làm thương hiệu. Ví dụ ấn phẩm nội bộ nghĩa là những cái nhé, thấy những phòng khám người ta hay in những cuốn cẩm nang sức khỏe nhỏ để phát, thì đó chính là ấn phẩm nội bộ, vừa phát để cho mọi người có cái cẩm nang sức khỏe nhưng vừa là một kênh để quảng bá. Rồi tổ chức sự kiện, tổ chức sự kiện thì các chị hãy thấy là người ta hay tổ chức như là ca nhạc rồi xiếc cái gì đấy, tức là tổ chức những hoạt động mà nó mang chủ đề đầu. Có một số cái nhà thuốc là người ta hay có dùng một số cái chú hề mà làm bốc bay biểu diễn các thứ đấy, rồi làm trung thu cho mấy đứa nhỏ.
với cả cái hoạt động hay là làm Noel ở nhà Noel, đó là những cái sự kiện mà nó quy mô nhỏ nhưng mà nó có lợi. Rồi tin tức tức là đưa ra cái thông tin để kinh doanh. Cái này thì chủ yếu là những cái công ty thôi. Ví dụ là nếu biết lên thị trường chứng khoán thì hàng quý là phải công bố tình hình kinh doanh. Thì khi công bố tình hình kinh doanh nó sẽ ảnh hưởng đến này, ảnh hưởng đến cái giá lên xuống cổ phiếu đấy, đúng không ạ? Đó là những cái gì? Quan hệ cộng đồng thì có rất nhiều cái gì? Cả cái doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm có rất nhiều những hoạt động với cộng đồng mà phổ biến chúng ta thấy đó là gì? Phát thuốc, khám bệnh, tư vấn miễn phí, đúng không ạ? Rồi thứ hai đó là gì? Dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, rồi tặng quà, rồi xây nhà tình thương, rồi hiến máu nhân đạo. Trong số cái gì đây có ai tham gia hiến máu nhân đạo vậy? Đấy là những hoạt động vì cộng đồng, cả cái đơn vị hay làm. Đơn mình cũng hay bắt đầu làm hiến máu nhân đạo hàng năm đều làm. Rồi công cụ nhận dạng. Công cụ nhận dạng nghĩa là người ta thiết kế cái logo biểu ngữ, màu sắc, màu sơn nó các thứ. Nếu như cái khi bước vào đường mình là cái màu là màu xanh nhạt, đó là một cái dạng công cụ nhận dạng. Rồi logo ví dụ như là ở cửa hàng chúng ta thì đó là bảng hiệu, tên, thậm chí là chúng ta có một số đơn vị chuyên nghiệp hơn người ta còn có cái logo nữa, hình con rắn, cái ly gì đấy, tên nhà thuốc, rất là đẹp. Nhưng mà rất quan trọng các em nhìn nhé, gần như mọi người chưa thấy được cái giá trị của cái công cụ nhận dạng này. Nhưng mà những cái đơn vị kinh doanh không chuyên nghiệp á là nó biết đấy, nên nó thiết kế khi nào nó cũng khác biệt. Cái gì có thể là mấy cái nhà thuốc của Bách Hóa Xanh này, nhà thuốc An Khang đúng không? Rồi nhà thuốc của FPT là gì? Long Châu này, rồi nhà thuốc của Pharmacy này, nó có thiết kế khác nhau không? Có, khác so với những cái này để nó nhận dạng ra đó. Tức là khi nhìn vào nhà thuốc của tôi là anh biết đây là của nào, màu, màu sắc, logo các thứ nó dễ nhận ra. Còn nhà thuốc còn lại chúng ta, nhà thuốc lẻ chúng ta làm có thấy nó giống nhau như đúng như là heo heo một nữa vậy. Không nhìn ra được. Giả dụ như là vào cái chợ gì ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì có chợ toàn dược phẩm đó nhỉ? Chả biết được của ông nào là cái nào giống như nhỉ? Đó. Như vậy nó không có tính nhận dạng. Anh đôi lúc chúng ta không hiểu cái giá trị của nhận dạng quan trọng lắm nhỉ? Rồi đầu tư sau đã là những cái hoạt động vì những cái cộng đồng nhưng mang tính là học bổng, ví dụ như là đầu trao học bổng cho sinh viên trong ngành, tài trợ hoạt động thí nghiệm cho các cái đơn vị đào tạo, mở những cái lớp nâng cao cái hiểu biết của cộng đồng, thì cái đây gọi là đầu tư sau. Cái mô hình nào mà khó nhớ thì tôi mới kỹ, còn nếu không thì chúng ta hiểu nó không cần nhắc. Rồi mô hình về chất lượng dịch vụ người ta gọi là mô hình SPAY, gồm có đánh giá sự hài lòng, thì có sự tin cậy. Sự tin cậy nghĩa là gì? Là đơn vị đấy nó làm ra những cái gì để khách hàng người ta tin tưởng, làm cho khách hàng người ta tin tưởng, người ta gọi là tin cậy. Rồi sự đáp ứng nghĩa là cái chủng loại, số lượng các cái dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng. Ví dụ kinh doanh nhà thuốc thì có nhiều thuốc không? Đó, nhiều thuốc loại đó. Rồi năng lực phục vụ, năng lực phục vụ nghĩa là nói đến cái trình độ của người bán thuốc để lấy thuốc đúng với bệnh, hiệu quả điều trị cao. Rồi sự cảm thông là nói đến cái thái độ, có chia sẻ, có đồng cảm, có nhiệt tình với người bệnh của mình hay không. Phương tiện hữu hình là những yếu tố bên ngoài,
như là quy mô không gian, bảng hiệu, màu sơn, đồng phục, bảng tên, vân vân. Cái này gọi là yếu tố bên ngoài, vệ sinh môi trường. Ồ, cái vệ sinh của cái nhà thờ nó quan trọng cái gì? Trước, trong, trước này, bên ngoài, trong nhà thờ nó quan trọng lắm nha. Những yếu tố nó ảnh hưởng đến cái cả ví dụ nước nhà thờ của mình mà cái đường nó hôm nay nó bị sụt cái ổ gà cái nào nước cũng đập đấy là kiểu gì khách hàng người ta cũng tìm cách người ta đi qua. Ô dưới đây bẩn quá rồi cái lối lên xuống của mình nó hư hỏng nó rêu phong nó lên thứ cũng không tốt. Rồi nhà thờ quy mô nó nhỏ cũng không tốt. Bản hiệu màu sơn thì cũng quá không tốt. Tất cả những yếu tố bên ngoài này đều ảnh hưởng đến khách hàng này. Vì sao ạ? Bởi vì cái yếu tố bên ngoài là cái cơ sở đầu tiên để khách hàng đưa ra quyết định vào mua hay không. Còn họ có mua tiếp theo hay không thì phụ thuộc vào yếu tố bên trong. Tôi thấy đơn giản như anh chị ở tất cả các tỉnh thành về cái hòa này học tập. Giả dụ như không may chúng ta cần phải mua thuốc để điều trị một bệnh lý nào đó, cái anh chị đi vào cái tuyến đường ABC nào đó, cái anh chị chọn cái nhà thuốc để mua, cái anh chị đang chọn nhà thuốc có cái hình thức bên ngoài như thế nào? To nhất, đẹp nhất, đông nhất, đúng không? Như vậy có phải là yếu tố bên ngoài là yếu tố đầu tiên cho khách hàng quyết định vào mua hay không? Và còn mua lần nữa, nhiều lần nữa thì nó lại phụ thuộc vào yếu tố bên trong. Tức là chất lượng thuốc, hiệu quả điều trị, giá bán, nhân viên thì nó mới quyết định cái lần nữa. Còn lần đầu là thường là yếu tố bên ngoài. Có đúng không ạ? Do vậy cái gì đã thấy được chúng ta sẽ vỡ lại ra rất nhiều vấn đề về so sánh cái nhà thuốc của mình nha. Để rồi chúng ta có một cái định hướng chúng ta thay đổi. Rồi tôi nói cái gì là cái môn của tôi ấy, là có rất nhiều cái nội dung mà cái gì có thể ứng dụng được ở nhà trong công việc của mình. Tất nhiên thì chủ yếu là trong cái lĩnh vực kinh doanh thuốc. Phương tiện thứ mình để cái phần mà bài tập tôi sẽ nói rõ hơn cái này thông qua những cái ví dụ. Rồi khảo sát doanh nghiệp dược về cả yếu tố phân phối gồm có chất lượng nguồn nhân lực, uy tín, cạnh tranh nội ngoại, tâm lý, kinh tế vĩ mô và hiệp định thương mại. Cái này không cần phải giải thích. Khảo sát về cả yếu tố tạo nên uy tín của một công ty dược gồm có chất lượng thuốc và hiệu quả điều trị, tên công ty được nhiều người biết, sản phẩm khách hàng mua nhiều, công ty hoạt động nhiều năm, dịch vụ phân phối và chăm sóc khách hàng. Cái này cũng không cần giải thích kê. Rồi lúc này chúng ta sẽ có thấy sự khác nhau. Đánh giá thứ hai là khách hàng về chất lượng dịch vụ tại nhà thuốc gồm có khả năng tiếp cận X1, sự minh bạch thông tin về nhà thuốc X2, cơ sở vật chất và phương tiện và trưng bày tại nhà thuốc X3, thái độ ứng xử năng lực chuyên môn X4, người làm chúng ta là Y. Như vậy lúc này các chị sẽ thấy nó có X và Y. Nếu các chị đã học toán rồi thì chúng ta đã biết X là các biến độc lập, Y là biến phụ thuộc. X là biến độc lập, Y là biến phụ thuộc. Trong cái quá trình hồi quy trong kinh tế thì Y sẽ bằng B0 cộng B1 X1 cộng B2 X2. Tôi lấy ví dụ như này, X là các biến độc lập, còn Y là biến phụ thuộc. Ví dụ biến độc lập, biến phụ thuộc của chúng ta là sức khỏe. Bây giờ sức khỏe nó sẽ chịu tác động của những yếu tố nào? Đầu tiên đó là yếu tố ăn uống. Đúng rồi, như vậy ăn uống hay là X1
anh này là y ha. Biến phụ thuộc. Rồi thứ hai, nó sẽ chịu tác động bởi cái yếu tố thứ hai, đó là làm việc. Cái này là định hạn. Rồi nó chịu chi phối yếu tố thứ ba, đó là dùng thuốc. Đây là x3. Rồi nó có thể chi phối yếu tố thứ tư, đó là tập luyện. Tập luyện thể dục thể thao. Đấy. Như vậy anh nhìn thấy này, đây là các tính độc lập, đây là tính phụ thuộc. À, nếu muốn thay đổi biến phụ thuộc thì cần thay đổi các biến độc lập. Ví dụ muốn cải thiện sức khỏe của ta thì cái gì phải cải thiện những cái biến độc lập này. Thì như này nhỉ? Như vậy lúc này có cái x y này là chúng ta làm quen dần nha. X là các biến độc lập, y là biến phụ thuộc. Muốn cải tiến cái biến độc lập này thì cần cải tiến những cái biến biến phụ thuộc này, cải tiến cái biến độc lập. Muốn sức khỏe tăng thì cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, cần phải có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, cần phải có chế độ dùng thuốc hợp lý, cần phải có chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý. Đấy, hình dung ra cái chữ x và y ở trong cái bài của ta là như thế. Rồi ngoài ra thì ở bệnh viện có cái vị trí khảo sát bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện nhé, đây là nhà thuốc bệnh viện. Rồi quy trình khám tại khảo sát chất lượng dịch vụ tại bệnh viện này theo Bộ Y tế này, đánh giá này, quy trình khám điều trị, thái độ của nhân viên y tế, chất lượng khám và điều trị, cơ sở vật chất và phương tiện dịch vụ. Cái này là quy trình chuẩn của Bộ Y tế các anh chị ạ. Bộ Y tế đưa ra cái quy định này để các bệnh viện người ta làm. Còn anh muốn biết cái câu gì ở trong đó là tùy điều kiện cụ thể của từng bệnh viện. Ngoài ra cái mô hình của bệnh viện trên có thể cải tiến thành cái mô hình như sau: khả năng tiếp cận, sự minh bạch thông tin, thủ tục khám bệnh, điều trị, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ người bệnh, thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn. Thực ra thì nó cũng tương tự, chẳng qua nó lại xoay một chút. Mô hình này thì nó phù hợp hơn cho những cái đơn vị bệnh viện ngoài công lập, đó là nó liên quan tới tính tiện lợi tiếp cận. Rồi trong cái mô hình này ấy, giả dụ như chúng ta thấy đều là dấu cộng cả, nhưng mà cũng có thể là dấu trừ, dấu trừ là ngược lại. Như ở đây này thì giả dụ chúng tôi thêm một cái mô hình là x5 nhậu nhẹt vào đây ha, thì lúc này anh này mà tăng á thì sao ạ? Thì anh này giảm. Càng nhiều ăn nhậu nhiều thì sức khỏe nó phải giảm. Thì đó là dấu trừ. Nhưng mà thứ hai là giả dụ như là trong kinh tế thì có cái mô hình, có cái chữ là khuyến mãi. Khuyến mãi là nó cũng mang dấu trừ trong cái thương hiệu này. Khuyến mãi này, khuyến mãi mà chúng ta làm càng nhiều, giá trị càng lớn thì thương hiệu của chúng ta càng xuống. Do vậy ở nhà thuốc mình là đôi lúc mình làm khuyến mãi đấy, là nhớ là làm nó vừa vừa thôi, và thỉnh thoảng mới làm thôi, chứ còn làm nhiều là nó bảo là cái nhà thuốc này cắt ế làm khuyến mãi suốt. Không được đây. Cái tâm lý nó như vậy. Khuyến mãi nó chỉ ở một mức độ nhỏ. Ví dụ như là
tôi hồi nãy nói là vào mùa học sinh đi học mà phụ huynh đưa học sinh vào nhà thuốc của mình mua thuốc, các anh chị có thể tặng cái chai nước mà đựng nước đi học ở đây, hay là thậm chí tặng cặp cũng được, mà trả thêm tí thì lâu lâu một năm một lần như vậy là ok. Nhưng mà bây giờ cứ tháng thấy là cũng khuyến mãi cả là nguy to, nó sẽ nói là cái này nó bị ế, nó khuyến mãi đi được. Cái này là có thật, nếu vậy khuyến mãi luôn luôn phải dừng ở mức độ vô hạn, thỉnh thoảng ta mới làm, giá trị không lớn, thấy không, giá trị lớn khuyến mãi mà liên tục thì mất đi thương hiệu. Rồi quyết định đánh giá của chúng ta, cái nội dung mà các anh chị sẽ làm bài tập sẽ là gồm có như sau: viết phương trình hồi quy, đánh giá tác động của các nhân tố và nêu hàm ý quản trị. Đấy, như vậy trong cái bài tập của chúng ta nó chỉ có từng đấy thôi. Rồi chúng ta nghỉ giải lao ra đây để chúng ta.